Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình lại tiếp tục chơi trò chơi Stick Super Fine. Vâng, và đây là video thứ 10 của mình về trò chơi này. Và bây giờ mình sẽ đổi một cái nhân vật hỗ trợ các bạn. Mình đang chơi cái loại của Zita. Vâng, và đây là cái màn thứ 18 của mình. Cái hành vi Zita để xảy ra chiến đấu và đấu với ba con này ở cái màn thứ 18. Vâng, đó. Mày hả mày, cấp 3 rồi kìa. Đó, mình cấp 4 rồi. Cấp 4 mà không chưa sao, rất là mạnh nhỉ. Dạ, khi lên cấp 6. Ok. Ăn một quả nè. Đó, và nó ngủm một thằng. Bây giờ thì còn lại cái con gấu sờ. Trời ơi trời, gì vậy? Wow. Trời ơi. Đập mình nè, ngủm tỏi chưa chân. Vâng, và chỉ cần cái hành vi Zita cấp 7 là tôi đã tiêu diệt được rồi các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp tục cái màn thứ 19. Ngày 19. Hình du. Được. Nhẫn hình du. Chi trời ơi. Cấp 7, cấp 8 rồi kìa. Ăn nhầm gì đâu. Một quả đạn. Hú dính cái đầu này rồi. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nha các bạn. Ok. Rồi, 18 thì giờ sẽ là cái màn thứ 20. 20 thì chúng ta sẽ đánh cái con Goku này. Úi trời, Goku kìa. Mạnh nhé. Dễ. Trưởng hoài trời chúa cấp chín mà còn chưa sao nữa sao được trời ngủm. Bây giờ thì sẽ là ô chơi tới bốn thằng mạnh như vậy hả. Wow. Một trời bốn luôn, giết sạch. Cấp 7, cấp 8, 9 nè, 10 nè, giết sạch chưa? Giết em rồi đi. Mình vẫn chưa sao. Quá là mạnh. Xong.